Chào mọi người, hôm nay thì hệ thống điện máy Ecomat sẽ hướng dẫn mọi người cách vệ sinh tấm lọc của điều hòa treo tường. Cái công việc này thì cần sẽ phải thao tác thường xuyên nếu mà điều hòa nhà mình sử dụng trong một thời gian dài. Cái việc vệ sinh tấm lọc của điều hòa thì nó sẽ mang lại hiệu quả khá là cao, với khả năng là cho cái hoạt động của điều hòa nó chạy êm hơn. Tạo gió thông thoáng tốt hơn, tức là sẽ làm cho điều hòa mát, tránh trường hợp là cái tấm vệ sinh lọc sau một quá trình dài không được vệ sinh thì nó gây bám bụi tắc ở trên tấm lọc, làm cho điều hòa hoạt động kém ổn định và sẽ không có thể làm lạnh sâu như các bạn mong muốn. Thì trước tiên thì các bạn lưu ý thì để vệ sinh cái tấm lọc này thì các bạn nhìn đây trước mặt các bạn, đây là một cái điều hòa treo tường đấy, thì các bạn sẽ nên lưu ý là bất cứ điều hòa treo tường nào thì cũng sẽ có hai cái tấm lọc ở trên cái giàn mát. Các bạn sẽ phải sử dụng tay cận cái tấm mặt tấm lẫy của cái mặt lạ này ra, sau đó thì nó sẽ hở ra cái khe để là các bạn rút được cái tấm lọc. Hôm nay thì Ecomat sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh tấm lọc ạ. Thì các bạn lưu ý gì để gỡ cái tấm lọc này ra thì các bạn sẽ lấy tay, hoặc là ở với dòng điều hòa Daikin hoặc Panasonic nó sẽ có cái tấm lẫy đây, các bạn dùng tay tấm lẫy để các bạn cậy ra. Sau khi cậy xong thì nó sẽ hở ra là cái khoang 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 làm lạnh của mát, thì các bạn sẽ gỡ hai tấm lọc màu đen này ra. Đây, các bạn rất đơn giản, các bạn dùng tay cậy ra. Ra sau khi cậy ra thì các bạn rút nó ra, rút mạnh thì rút cả hai tấm ra. Sau khi rút cả hai tấm ra thì để vệ sinh thì các bạn có thể dùng vòi xịt hoặc là vòi nước có áp lực mạnh để các bạn cọ sạch cái tấm này đi. Lưu ý là không được dùng bàn chải hoặc là các cái vật cọ sắc nhọn để vệ sinh cái tấm này, tránh trường hợp nó bị rách. Đấy, thì các bạn sử dụng vòi nước áp lực mạnh hoặc cái vòi nước các bạn xịt trực tiếp vào, nó sẽ sạch hết các cái bụi bẩn nó bám ở trên các cái màng lọc này, làm cho cái tấm này nó thông thoáng hơn. Sau khi thông thoáng các bạn cọ xong thì các bạn vẩy sạch nước đi hoặc phơi khô, vẩy sạch nước sau đó thì các bạn sẽ lắp lại như ban đầu. Đấy, thì lắp lại như ban đầu không có khó cái gì khó khăn cả. Các bạn sử dụng đây này, luồn theo cái khe của khoan, đây chính là luồn. Đấy, luồn theo đúng cái khe ban đầu của nó, các bạn đút vào. Đấy, thì việc vệ sinh tấm lọc này sẽ trong một quãng thời gian cứ khoảng 3 tháng một lần được, 6 tháng một lần. Thì với những cái điều hòa nhà mình các bạn lắp ở những khu vực nó bụi bẩn, nó bám bẩn nhiều thì các bạn lên kiểm tra và vệ sinh thường xuyên. Đây là một trong những cái bước để các bạn vệ sinh cái điều hòa của mình, làm cho điều hòa hoạt động êm ái và bình thường. Đấy, thì các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh của hệ thống điện máy Ecomat, theo dõi nhiều video hữu ích hơn.